Cũng may mà trời mưa thì chắc là đôi lời thôi, chứ còn nếu mà trời tạnh ráo đàng hoàng và kể chuyện cho Thái thì tới nửa đêm chưa hết. Thế thì hôm nay rất là vui khi từ khi mà chúng ta chính thức rời tay, trong khi tôi chuyển về phục vụ ở Bà Rịa, thì riêng chỗ Thái thì bữa nay mới là gặp giáo xứ chỗ Thái, cũng là đấy như ông người đại diện đã có nói tới rồi, hơn 30 năm rồi, coi vậy mà rất là mau. Rồi riêng chỗ Thái thì cũng đã có một lần, không nhớ là năm nào mà tôi cũng bị hụt, không đến được chỗ Thái. Thì đó, đâu rồi cha xứ đâu ạ? Không nhớ là kỳ đó là cha nào chịu chức hay gì đấy, rồi đi mà vướng ngập đường ở chỗ cái trạm thu phí bây giờ, cũng không đến được, không thể nào xe qua được. Rồi bao nhiêu chuyện với chỗ Thái thì xin lỗi là tôi cứ quen chỗ Thái thôi, chứ còn chứ chữ thành tâm chưa quen, thành ra nói chỗ Thái thì cho nó dễ nói. Thế thì chúng ta như được một chút, tôi riêng tôi là sống lại một chút cái những cái cảm giác thời kinh tế mới, mặc dù bây giờ khung cảnh chung quanh là quá khác. Ngày xưa là đường đất, rồi đi đến độ là té lên té xuống mà cũng không có, rồi cũng bao nhiêu là lần lễ đầu tiên là chỉ ở trong một cái trái của cái nhà ông Chín đây. Rồi từ từ thì cũng có thay đổi, có phát triển, nhưng mà có thể nói hình ảnh của suối Trầu, chốt Thái, cẩm đường, suối Quýt đều còn đọng lại, là những cái hình ảnh nó thời quá sức là khổ cực, phải nói như thế. Rồi bây giờ thì cũng ướt, nhưng mà ướt trong cái kiểu khác, nó không giống như ướt hồi mình còn ở kinh tế mới. Đấy. Rồi mưa, cái này thì không xảy ra ở chỗ Thái, nhưng mà xảy ra ở suối Trầu. Bây giờ là Thành Đức, phải không? Đấy, suối Trầu. Thì cái nhà lá lúc đó nó dột ngay trên chỗ khăn thánh, chỗ để chén thánh với bánh lễ, mà dột thì ở trên cao mà đang ở trong nhà cơ. Rồi cuối cùng là cha con vác dời Chúa qua một góc bàn thờ để tránh cái chỗ dột, cái mái nhà nó bị dột. Những cái hình ảnh đó nó còn giữ lại rất nhiều. Thế thì hôm nay gặp một chút nhưng cũng rất là vui, mặc dù có thể nói là phần lớn những người mà biết tôi từ năm 82 thì chắc là không còn mấy người. Còn mấy người, có những người chưa sinh ra lúc tôi rời đi, chưa sinh ra nữa. Cho nên chắc chắn là cái cảm giác và cái cảm tưởng, cái tâm tình của mỗi người mỗi khác. Có những người chúng ta gặp lại, có những người chúng ta chỉ nghe nói, hôm nay mới thấy mặt. Có những người chúng ta bữa nay mới thấy lần đầu, thì những cái tâm tình này chúng ta cũng được liên kết trong tình yêu của Chúa, của mẹ Maria. Và chúng ta thì trong ngày lễ Chúa Thánh Thần phải nói là rất là đặc biệt, khi cộng đoàn chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần trong một khung cảnh như thế này, thì chúng ta cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và toàn thể chúng ta, càng ngày càng để Chúa Thánh Thần tác động, để chúng ta đã làm mới được chỗ Thái ngày xưa, thì giờ đây nơi thành tâm ngoài này chúng ta cũng làm mới, mới hơn nữa, từ con người cho đến cộng đoàn của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chào anh chị em, và một lời để cảm ơn cha xứ. Không biết ai xúi mà lại nghĩ ra là mời tôi đến đây dâng lễ hôm nay.
Cảm ơn cha đã cho chúng tôi có dịp để gặp lại nhau.